Con cá hố câu 80k tươi rói rói, đem về nhà chế biến, kho với dưa cải chua là hết sảy nè mọi người. Mình tiến hành chế biến thôi nào, ướp muối, cano, bột ngọt, đường, nghệ bột, dầu ăn, mắm, hành tỏi và cải chua. Để 20 phút rồi mình cho thêm nước vào kho, bẻ thêm trái ớt cho nó cay nhẹ, ăn cho nó ngon hơn nào. Tới giờ thưởng thức rồi, mời mọi người cùng ăn với em nha. Mùi thơm của cải chua và vị ngọt của cá hòa vào nó ngon làm sao á mọi người. Ăn với cơm thì ngon, thôi khỏi nói rồi. Ăn hao cơm lắm đó. Mình kho như vậy sẽ giữ được độ thơm ngon ngọt của cá nha. Mọi người chưa ăn món này thì hãy thử nấu đi nha. Quên, phải cắn trái ớt, cho nó cay, thêm ngon cái đã. Cảm ơn mọi người đã xem video của em nha. Đang cầm tay bóc ăn cũng được.